Chào anh chị em, tôi đây, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tuân đây. Chủ nhật tuần này thì Hội Thánh mừng lễ trọng lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Và nhân dịp mừng lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa thì tôi muốn giới thiệu với anh chị em một điều mà khi tôi về giáo xứ này, giáo xứ Thánh Tuân này, tôi rất hãnh diện, rất vui. Đó là giáo xứ có nhà chầu thánh thể. Vậy cho nên là dịp mừng lễ mình máu Thánh Chúa, tôi xin gửi đến anh chị em hình ảnh của nhà chầu của giáo xứ Thánh Tuân chúng tôi. Và tôi đang đứng ở phía trước nhà chầu mình Thánh Chúa đây. Ở đằng sau lưng tôi, bên ngay bên hông nhà chầu là cái cây này được gọi là cây siro. Chúng ta nhìn qua khung cảnh phía trước nhà chầu mình Thánh Chúa nha. Bây giờ tôi quay cái máy quay lại để anh chị em có thể nhìn thấy cho rõ hơn. Đây là khung cảnh phía trước của nhà chầu mình Thánh Chúa. Ban ngày tôi không có giờ cho nên là tôi không có quay được ban ngày, chứ nếu quay ban ngày thì anh chị em sẽ nhìn thấy rõ hơn. Nhưng mà thôi, bây giờ có rảnh một tí ban đêm, tôi review qua một tí về hình ảnh nhà chầu. Đây là phía trước của nhà chầu mình Thánh đây anh chị em, nhà chầu mình Thánh của giáo xứ Thánh Tuân. Đây phía trước, chúng ta đi xa ra để chúng ta có thể nhìn thấy. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy từ trên xuống dưới. Trên thì nó hơi tối, nó không có bóng đèn cho nên nó hơi tối. Để ở dưới thì nó rõ hơn là bởi vì nó có bóng đèn đây. Một số những cây kiển xung quanh nhà chầu. Anh chị em nhìn xem. Đây là niềm vui của giáo xứ Thánh Tuân có được nhà chầu mình Thánh để giáo dân bất cứ lúc nào cũng có thể đến và chầu mình Thánh Chúa. Nhà chầu mình Thánh Chúa của giáo xứ Thánh Tuân được mở cửa từ lúc 5 giờ sáng và đến 9 giờ tối thì mới đóng cửa nhà thờ, thì đóng cổng nhà thờ thì mới đóng cửa nhà chầu luôn. Như vậy thì cứ sáng sớm cho đến tối, bất cứ ai, anh chị em giáo dân nào cần đến với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô và cần cầu nguyện với người thì họ đều có thể đến nhà chầu mình Thánh. Mở cửa nhà thờ thì bất tiện hơn bởi vì sợ trộm cắp đủ thứ, những đồ đạc ở bên trong nhà thờ thì bất tiện hơn. Có nhà chầu để anh chị em giáo dân có thể đến mà chầu mình Thánh để cầu nguyện với Chúa lúc nào cũng được là điều tốt. Và chúng tôi cũng có những nhóm thường xuyên chầu mình Thánh chia ra, chẳng hạn như nhóm lòng Chúa thương xót, chẳng hạn như giới hiền mẫu, giới gia trưởng vân vân, họ chia nhau để họ chầu mình Thánh, hoặc là các em giáo lý viên, rồi đó là những nhóm được phân công để có lúc nào cũng có thể chầu mình Thánh. Ở đằng trước nhà chầu có hàng chữ nhà chầu thánh thể. Thế nhưng mà buổi tối chắc anh chị em không nhìn thấy đâu. Tôi đưa cao lên một tí để ai có thể thấy thì thấy. Và chúng ta bắt đầu tiến vào hàng hiên của nhà chầu thánh thể đây. Ở phía bên trái, ở trên bức tường của nhà chầu thánh thể là hình Đức Mẹ Maria. Đây là bức phù điêu anh chị em. Bức phù điêu hình ảnh Đức Mẹ Maria đang cầu nguyện. Và đi tới là phía giữa là cửa nhà chầu. Phía bên phải cũng là hình Đức Mẹ. Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu và Đức Mẹ về trời, bức phù điêu Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu trong ngày Giáng sinh và Đức Mẹ về trời. Một phù điêu nó có hai hình ảnh Đức Mẹ. Và bây giờ chúng ta vào bên trong nhà chầu, anh chị em sẽ nhìn thấy
mình Thánh Chúa, và chúng ta cũng sẽ viếng mình Thánh Chúa trong ít giây phút. Đây, khi không có người thì luôn luôn chúng tôi kéo màn để phủ kín nhà chầu, để phủ kín nhà tạm nơi lưu giữ mình Thánh Chúa. Bây giờ tôi tiến lên cung thánh để vén bức màn đỏ này ra, giúp cho anh chị em nhìn thấy rõ hơn. Và tôi cũng sẽ bật đèn sáng hơn. Tôi cũng sẽ bật đèn sáng lên hơn để anh chị em có thể nhìn thấy cái khung cảnh bên trong nhà chầu. Đây anh chị em, khung cảnh bên trong nhà chầu. Hôm giờ này thì đã hết người đến chầu mình thánh rồi. Và tôi thường hay lợi dụng khoảng giờ này thì tôi đi chầu mình thánh, bởi vì không có người, một mình dễ cầu nguyện hơn. Gần 9 giờ thì thời gian này là thời gian ít có người lai vãng đến nhà thờ, đến nhà chầu mình thánh. Cho nên tôi giờ này thì bảo đảm với việc cầu nguyện nó yên tĩnh hơn. Bây giờ chúng ta tiến lên cung thánh để vén bức màn và để anh chị em chiêm bái nhà tạm, chiêm bái mình Thánh Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Thưa anh chị em, đây là nhà tạm, và trước mặt chúng ta là hào quang, trong đó có chứa mặt nhật đựng mình Thánh Chúa. Anh chị em, tất cả chúng ta đang đứng trước mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta hãy cúi đầu chào Chúa, chúng ta hãy cúi mình thật sâu để kính Chúa, để thờ lạy Chúa chúng ta. Đây tôi đang đứng gần nhà tạm, đứng gần hào quang đựng mình thánh. Bây giờ tôi tiến xa ra một chút để anh chị em nhìn thấy toàn cảnh của cung thánh, của nhà tạm và của hào quang, cũng như mặt nhật đựng trong hào quang. Bên trong mặt nhật là mình Thánh Chúa Kitô. Tôi xin đi xa hơn một chút, và sau khi chúng ta đi xa hơn một chút thì xin anh chị em cùng với tôi đọc kinh, đọc một kinh để chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta viếng mình Thánh Chúa. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa ban muôn ơn cho tất cả những ai đang tham dự cùng tôi trong nhà chầu này, đang đứng trước bình Thánh Chúa đây. Và chắc chắn khi chúng ta đọc kinh, chúng ta thờ lạy Chúa thì chúng ta sẽ quỳ. Và giờ đây tôi đi xa hơn một chút để anh chị em nhìn thấy toàn cảnh của cung thánh và nhà tạm. Phía bên phải của nhà chầu mình thánh là tượng lòng Chúa thương xót. Tượng lòng Chúa thương xót. Và phía bên trái là tượng Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chúng ta đi gần hơn để nhìn thấy tượng Chúa và tượng Đức Mẹ. Đây là tượng Chúa Giêsu lòng Chúa thương xót. Và chúng ta đi qua phía cánh trái để chúng ta chiêm ngắm tượng Đức Mẹ hằng cứu giúp. Thưa anh chị em, đây là tượng Đức Mẹ hằng cứu giúp. Và giờ đây, tôi kính mời anh chị em cùng với tôi
quỳ xuống trước bình thánh Chúa và chúng ta thinh lặng một chút, chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể. Xin anh chị em cùng với tôi đọc kinh Kính Bình Máu Thánh Chúa. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Bình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 đầy tớ lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa anh chị em, đó là chúng ta nhìn qua sơ lược nhà chầu Bình Thánh Chúa ở tại giáo xứ Thánh Tuân, ở trong khuôn viên của nhà thờ Thánh Tuân. Nhân dịp Kính Bình Máu Thánh Chúa Kitô, xin giới thiệu với anh chị em đôi nét như thế. Cảm ơn anh chị em, và giờ đây anh chị em gặp lại tôi nha. Chúng ta đứng trước nhà chầu Bình Thánh Chúa. Anh chị em thân mến, nhà chầu Bình Thánh Chúa này do cha sở đầu tiên của giáo xứ Thánh Tuân xây dựng, cha Mikae Nguyễn Văn Giang, khi mà giáo xứ chúng ta, giáo xứ Thánh Tuân tách ra từ giáo xứ Cao Xá, thì cha Mikae Nguyễn Văn Giang được cử làm cha sở đầu tiên vào năm 2004. Thì cho đến năm 2007, cha Mikae Nguyễn Văn Giang cho tiến hành xây dựng nhà chầu Bình Thánh Chúa này. Và rồi đến năm 2008 thì Ngài được đổi đi ở một xứ khác. Bây giờ thì cha Mikae Nguyễn Văn Giang đang ở giáo xứ Phú Lương, thuộc giáo hạt Bình Long của giáo phận Phú Cường chúng ta. Và nhà chầu như vậy đã tồn tại cùng hiện diện với giáo xứ là 16 năm. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa chúc lành cho giáo xứ Thánh Tuân. Chúa Giêsu đã tuôn đổ bao nhiêu ơn lành trên giáo xứ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, chúng ta cùng thờ phượng Chúa, và chúng ta quyết trung thành giữ vững đức tin, giữ vững lòng mến của mình với Chúa của chúng ta. Cảm ơn anh chị em. Giờ đây tôi xin chào anh chị em và chúc anh chị em
Trong ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, Chúa Nhật sắp tới, Chúa Nhật 11 tây tháng 6, được nhiều ơn Thánh Chúa, càng nhận ra bằng chứng của lòng yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta, và càng cảm nhận mình Thánh Chúa là lương thực trường tồn không thể thiếu trong cuộc đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vậy xin kính chúc anh chị em một ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa sắp tới thật sốt sắng. Xin chào anh chị em, và giờ đây chúng ta cúi đầu chào Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con kính thờ Chúa. Amen.